Rồi, bác xin chào bé My nha. Con chào bác. Rồi, con đã học đếm chưa? Dạ rồi. Bây giờ con quay lại phía sau xem phía sau con có mấy con chim nè. Phía sau có mấy con chim? Dạ hai con chim. Rồi, phía sau là có mấy bông hoa? Bốn bông hoa. Đấy, còn cái bông mà cái con gì nó đang núp đó là cái bông, là mấy bông? À, con thỏ nó núp bông này, tại vì đây là bốn bông thì cộng lại là mấy bông? Đếm lại nha, đếm lại xem mấy bông hoa nào. Rồi. Rồi mấy. Đấy nha, con thỏ nó núp cái bông hoa bên hoa vàng không? Ở bên đây là có bốn bông hoa này, một bông hoa hồng, một bông hoa đỏ này, một bông hoa hồng lạp, một bông hoa đậm đậm hơn một chút. Là tổng cộng là mấy bông? Thôi được rồi, bây giờ không đếm bông nữa. Bây giờ bác hỏi là ở nhà con có tất cả là mấy người? Ở nhà con có tất cả là mấy người nào? Mấy người? Đến năm. Năm người phải không? Rồi, vậy con bác cảm ơn con nhiều nha. Rồi, cố gắng học đếm thêm nữa nha. Rồi.